Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tin tặc đã xâm nhập vào tài khoản Twitter của hãng tin AP ngày hôm qua và đăng lên những thông tin thất thiệt nói rằng một vụ nổ ở Tòa Bạch Ốc làm Tổng thống Obama bị thương. Mặc dù vụ tấn công nhanh chóng bị phát hiện và ngăn chặn, tin tức này đã kịp khiến giá cổ phiếu ở Wall Street sụt giảm. Ông Paul Kevin Curtis, người bị cáo buộc gửi thư chứa chất độc đến cho Tổng thống Obama, một thượng nghị sĩ và một thẩm phán của bang, đã được trả tự do vào ngày hôm qua. Mọi cáo buộc nhắm vào ông đều được hủy bỏ sau khi có bằng chứng mới cho thấy ông không hề dính líu đến những vụ tấn công này. Chiếc máy bay bay bằng năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới đã bay qua vịnh San Francisco ngày hôm qua. Vào ngày 1 tháng 5 tới, chiếc máy bay sẽ bay từ California đến New York và sẽ hạ cánh ở vài nơi dọc chuyến hành trình. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.